Ngày 2 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa đã làm việc với Nguyễn Minh Tiến, 27 tuổi, ngụ khu phố 8B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng COVID-19 trên mạng xã hội. Theo đó, chiều 1 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một người bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi sử dụng Facebook, Nguyễn Minh Tiến thấy có người đăng hỏi vụ việc, thì Tiến vào bình luận rằng, ở khu 8, trích xong rút kim ra dãy đạch đạch. Sau đó nhận thấy thông tin không chính xác nên Tiến đã gỡ bỏ bình luận nói trên. Tuy nhiên, việc làm của Tiến đã gây hoang mang dư luận, gây bất bình cho nhiều người. Do đó, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Biên đã mời Nguyễn Minh Tiến tới làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Tôi nhận việc đăng và bình luận là không đúng sự thật. Khu vực Tân Biên tôi không hề xảy ra vụ việc như bài viết của tôi. Hành vi của tôi là vi phạm pháp luật. Tôi thành thật xin lỗi chính quyền, bà con nhân dân và cộng đồng mạng và về việc đăng không đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm và cam kết không tái phạm. Tôi cũng xin cảnh báo với số bà con với số cộng đồng mạng. Thì khi mà mình quá trình mình tham gia trong cái vấn đề cộng đồng mạng lên Facebook chia sẻ là mình phải là thận trọng và cảnh giác. Trước khi mình tham gia đăng để chia sẻ thì phải có kiểm chứng thông tin chính xác hay không. Còn nếu mà mình mà không có kiểm chứng thì sẽ là đăng tải những sai lệch, những cái nội dung nó không có thật. Thì nếu mà đăng sai lệch thì sẽ bị là xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.